Cô giáo chim khách rất khéo tay, cô dạy làm tổ rất giỏi. Các loài chim đều quý mến cô giáo chim khách. Chim chích chòe và chim sẻ được mẹ đưa đến nhà cô giáo chim khách để học cách làm tổ. Chim tu hú mẹ không biết làm tổ, xưa nay vẫn đẻ nhờ tổ chim sẻ. Bây giờ cũng đưa con đến xin học. Các chim mẹ đều dặn con phải chăm chỉ, học cho thật giỏi và nghe lời cô giáo. Khi học trò đến đông đủ, cô giáo chim khách hỏi: "Các con có thích học làm tổ không?" Chích trẻ con lễ phép thưa: "Thưa cô, con rất thích ạ. Con xin hứa sẽ cố gắng học tốt." Sẻ con rụt cổ đáp khẽ: "Thưa cô, con học thử thôi ạ." Tu hú nói: "Thưa cô, con không thích nhưng mẹ con cứ bắt học." Cô giáo chim khách giảng dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích trẻ con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và tu hú ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, không chú ý nghe cô giảng. Sau buổi học, cô giáo dựng các học trò phải tập làm tổ. Sau 10 ngày, cô sẽ đến kiểm tra. Ai làm tổ tốt, cô sẽ thưởng. Trên đường về, tu hú con vừa gặp mẹ đã nói ngay: "Mẹ ơi, làm tổ khó quá, con chẳng học đâu." Tu hú mẹ đang bận việc nên chẳng nói gì. Chích trẻ con vui mừng khoe với mẹ: "Cô chim khách dạy rất kỹ mẹ ạ. Con sẽ làm cái tổ thật cho mẹ coi." Đến tối, sẻ con nói với mẹ: "Làm tổ dễ lắm, con chẳng cần học cũng làm được mẹ ạ." Hôm sau, chích trẻ con đi kiếm cành cây khô, cỏ khô về làm được cái tổ vừa bền vừa xinh ngay trên chạc cây. Sẻ con ham chơi, gần đến ngày cô giáo kiểm tra, nó mới vội vàng đi cắp vài cọng cỏ khô, nhét vào ống tre đầu hồi nhà, coi như làm xong tổ. Tu hú con cũng chỉ chơi đùa, không làm tổ. Tu hú mẹ mải việc nên cũng chẳng nhắc nhở con. Ngày cô giáo chim khách đến kiểm tra, tu hú con ấp úng nói: "Thưa cô, làm tổ khó quá, con chịu thôi." Cô chim khách lắc đầu nói: "Không khó đâu, chỉ vì con không chịu học thôi." Cô tỏ vẻ buồn rầu rồi cất cánh bay đi. Khi kiểm tra tổ của sẻ con, cô chim khách cũng không vui: "Sẻ con làm tổ chưa đẹp, sẻ con phải cố gắng nhiều hơn." Đến tổ của chích chòe con, cô chim khách vui hẳn lên, cô khen: "Chích chòe giỏi lắm, tổ của chích chòe vừa chắc vừa đẹp." Chích chòe mẹ rất vui và cảm ơn cô chim khách đã dạy dỗ chích chòe con. Cô giáo chim khách liền tặng cho chích chòe con một quyển sách có nhiều tranh ảnh đẹp. Chích chòe con vui lắm. Còn tu hú con và sẻ con rất ân hận. Chúng hứa với bố mẹ và cô giáo từ nay trở đi sẽ học hành chăm chỉ.